thấy chết không cứu. Lâu rồi mới có trận mưa lớn kéo dài như vậy. Khu vườn ngập đã một tuần nay mà nước vẫn chưa rút hết. Con đói quá bố ạ. Làm sao có thể tìm ra thức ăn giữa mênh mông nước thế này? Đã trèo cả sáng nay, tay con sắp rã ra rồi. Cố lên con trai, chịu khó tìm kiếm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thức ăn thôi. Kìa, bên kia có vật gì trông như mẫu bánh mì. Ta trèo qua đó xem sao con. Rẽ bánh lái qua mô đất kia nhanh nào. Đúng là bánh mì thật con ơi. Vậy là không phải lo thức ăn mấy ngày tới rồi. Để bố trèo lên lấy xuống, con ở dưới này đỡ nha. Mẫu bánh mì rơi xuống hố mất rồi. Để bố xuống lấy lên vậy. Cuối cùng thì cũng lấy được mẫu bánh mì này rồi. Giờ phát lên thuyền nữa là xong. Cố lên nào, cố lên con ơi, sắp đến nơi rồi. Nhưng chỉ tội chiếc thuyền của chúng ta quá nhỏ, không chở được miếng bánh to như này về tổ. Chúng ta phải làm sao giờ hả bố? À, hay thế này đi, con ngồi đây trong miếng bánh, bố trèo lên bàn trên kiếm chiếc lá to hơn rồi quay về đón con nha. Dạ vâng ạ, con sẽ ngồi đây chờ bố về. Có trò hay rồi đây. Bố ơi, bố ở đâu? Sao nghe những tiếng kiến con vang vọng quanh đây? May quá, cuối cùng con cũng tìm thấy bố. Bố không sao chứ ạ? Hả? Con nói sao? Bố không hiểu. Mà sao con không ở đó trong bánh mì ra đây làm gì? Khi nãy bố đi được một lúc thì có một bác kiến nâu chạy tới. À, trời ơi, cháu đây rồi kiến con. Cháu phải đi cứu bố ngay mới được. Bố cháu làm sao hả bác? Bố cháu bị ngã nước đoạn dưới kia, đang bám vào mỏm đất, tình thế vô cùng nguy cấp. Trời ơi, bác dẫn cháu ra chỗ đó với. Bố cháu đã nhịn ăn hai hôm nay, lại chèo từ sáng tới giờ, không nhanh bố cháu lại ra đó mất thì nguy. Chúng ta mau đi thôi. Tự nhiên ta thấy choáng váng, say sẩm mặt mày, chân đi không vững. Cháu cứ đi trước đi, kệ ta, không lại không kịp cứu bố cháu. Vậy bác ở đây nghỉ ngơi, cháu đi cứu bố rồi quay lại ngay ạ. À phải rồi, bác trông hộ cháu một bánh mì luôn nha. Cứ yên tâm, ta nằm đây trông chừng giúp cho. Cháu mau đi đi. Vậy là con tức tốc tới đây cứu bố. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Bố không hề bị ngã hay bị thương gì cả. Chắc bác ấy nhầm với ai chăng? Vậy mà con sợ chết khiếp, lo bố bị thương nên tức tốc tới đây. Thật may là bố không sao cả. Thế còn mẫu bánh mì con vẫn để ở đó chứ? Bố yên tâm ạ. Trước khi đi con đã nhờ bác kiến nâu trông giúp rồi. Chúng ta phải quay lại đó ngay bố ạ. Bác kiến nâu cũng đang không được khỏe. Nhỏ có chuyện gì không hay xảy ra với bác ấy thì... Vậy mau trèo về thôi con. Bác kiến nâu ơi, bác kiến nâu, bác ấy đi đâu rồi nhỉ? Mà bố ơi, mẫu bánh mì đã mất tiêu rồi. Nhưng có thật là con đã nhờ bác kiến nâu trông hộ mẫu bánh không? Thật mà bố, bác ấy tình nguyện trông hộ mẫu bánh rồi giục con nhanh đi cứu bố nữa. Không lẽ kiến nâu lừa kiến con đi để cưỡng mẫu bánh hay sao chứ? Kìa bố ơi, bác kiến nâu đang chèo thuyền đằng xa kia kìa. Biết ngay mà, hắn ta đã tẩu thoát cùng mẫu bánh. Bố phải đuổi theo lấy lại mẫu bánh mì từ tay hắn mới được. Ủa, chẳng nhẽ là bác kiến nâu lừa con để lấy bánh ư? Chứ còn sao nữa, hắn ta lừa cho con đi khỏi để cướp mẫu bánh của chúng ta. Con ở đây để bố đi tính sổ với hắn. Kiến nâu, trả mẫu bánh mì lại cho ta. Còn đâu, miếng bánh mì này là của ta. Ngươi là đồ ăn cướp trắng trợn, đợi ta bắt kịp sẽ xử tội ngươi. Ngươi không đời nào bắt được ta đâu, đừng có tưởng bở. Cái cành cây chết tiệt này là ta chẳng một nhịp mất rồi. Đành đấu tại đôi vậy, mẫu bánh mì nhất định phải thuộc về ta. Kiến nâu, sao ngươi dám cướp mẫu bánh mà bố con ta mất bao nhiêu công sức mới kiếm được chứ? Mẫu bánh này ta cũng đã bỏ bao công sức mới có được, nó phải là của ta. Ngươi bỏ công sức lừa gạt trẻ con mà cũng dám kể lể hay sao chứ? Được cười. Có trách thì phải trách đứa con của ngươi thật quá sức ngu ngốc. Trò lừa đơn giản vậy mà nói tin rầm rắp, tình nguyện dâng mẫu bánh mì cho ta. Ngươi còn dám nói láo như vậy ư? Tội nghiệp đứa con bé bỏng của ta bị ngươi lừa gạt mà vẫn hết lòng tin tưởng ngươi, lo lắng cho sức khỏe của ngươi. Thôi, không nói nhiều nữa,
ta với ngươi sống mái một trận, ai thắng mẫu bánh sẽ thuộc về người đó thôi. Được, để xem ngươi trụ được bao lâu, ta sẽ không nương tay với ngươi đâu. Mẫu bánh rơi xuống nước mất rồi. Cứu tôi với, tôi cầu xin anh ấy, tôi biết lỗi của tôi rồi. Lúc nãy anh còn định sống mái với tôi một trận cơ mà, giờ lại quay ra năn nỉ, hối hận. Anh trở mặt cũng nhanh thật đấy. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới phải làm như vậy. Các con tôi ở nhà đói đã mấy ngày nay, tôi đã đi khắp nơi mà không kiếm được gì về cho chúng ăn. Vậy mà anh nỡ lừa đứa con bé bỏng của tôi, còn chê bai nó ngu ngốc. Anh có phải một người cha tốt không đấy? Tôi xin lỗi, tôi thật xấu xa, còn đi lừa cả một đứa bé nữa. Tôi sắp chết rồi, cứu tôi với. Cảm ơn anh đã cứu bạn tôi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ đi lừa lọc người khác nữa. Anh thợ săn ngốc nghếch. Ngày xưa, có một anh thợ săn chim trĩ. Là thợ săn, nhưng anh chẳng bao giờ bắn trúng, nên anh cũng chẳng bao giờ giết được con chim trĩ nào. Những người bạn thợ săn thường trêu chọc anh ngốc nghếch. Thậm chí những con chim trĩ cũng chế giễu mình. Anh đừng buồn, một ngày nào đó anh sẽ săn được một con chim trĩ thôi mà. Em để anh đi bán rau cho, em đã vất vả quá rồi. Nhưng anh đã ra chợ bao giờ đâu, liệu anh có bán được không? Được chứ, anh muốn giúp đỡ em. Ai mua rau nào? Rau rừng đây. Nhìn kìa, tay anh ấy trên núi xuống, trông ngu ngố, để trêu anh ta chút chơi. Ê, anh kia, rau cỏ bán thế nào đây? Anh mua rau đi, rau rừng vợ tôi hái trên núi đấy, tươi ngon lắm. Trông cũng tươi ngon đấy, hay là tôi đổi hai con cá tráp biển lấy mớ rau của anh. Đây, cá tráp biển quý hiếm, đắt tiền lắm đấy nha. Hình như hai con cá này ương rồi hay sao ấy. Ôi trời ơi, ương là ương thế nào? Anh ở trên núi xuống nên không biết đấy thôi. Mùi cá tráp là như vậy, anh nướng lên thì có mà thơm nức mũi, cả làng đều ngửi thấy ấy chứ. Vậy nha, anh được món hời rồi đấy, về nhà nhất định sẽ được vợ khen. Có mùi gì lạ lắm anh ơi. Nhưng chủ cửa hàng cá nói mùi cá tráp nó thế. Hay mình cứ ăn thử đi em. Vị cá tráp biển là thế này hả? Em thấy khó ăn quá à. Em ăn đi, biết đâu cả đời chúng ta chẳng được ăn cá tráp biển lần hai đâu. Anh nghe ông chủ bán cá nói cá này quý hiếm nên đắt tiền lắm. Hả? Vậy hả anh? Anh đau bụng quá. Em cũng đau bụng quá trời à. Sau khi ăn hai con cá tráp đó, vợ chồng người thợ săn ốm trong 3 ngày 3 đêm và trở nên rất gầy yếu. Đến ngày thứ tư, nhà chẳng còn gì để ăn. Anh thợ săn cố lết lên núi với đôi chân run rẩy. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mình bắn trúng một con chim trĩ. Ông trời phù hộ mình rồi, vợ mình chắc vui phải biết luôn. Anh thợ săn phấn khởi xách con chim trĩ về nhà. Nghĩ đến vợ, bước chân anh khắp khởi mừng thầm. Thế nhưng khi đến một ngôi chùa gần nhà, anh không còn sức bước tiếp nữa. Anh ngã quỵ xuống ngay trước cổng chùa. Ôi thưa thầy, thầy đã đưa tôi vào đây ư? Dạ, xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Anh bị ngộ độc đấy, giờ hãy uống cốc trà thảo mộc này đi, nó sẽ giúp anh khỏe hơn. Dạ, tất cả là tại con cá tráp biển mà ra. Vợ chồng tôi đã bị ốm 3 ngày 3 đêm vì ăn chúng. Hả? Cá tráp biển ư? Đó là loài cá rất hiếm và quý, và chỉ những nhà giàu mới đủ tiền để mua nó thôi. Vâng,
đúng là những con cá tráp quý hiếm đắt tiền. Mấy hôm trước, ông chủ bán cá đã đổi hai con cá tráp lấy mớ rau của tôi mà. Anh nhìn kỹ lại xem, kia kìa, đó là bức vẽ một vị thần đang ôm cá tráp biển. Có đúng là loại cá anh đã ăn không? Đó là cá tráp biển thật ư? Nó không hề giống hai con cá tôi đã ăn. Trời ơi, tôi bị lừa rồi. Thế là hai con cá chúng mình ăn không phải là cá tráp biển hả anh? Ừ, tay chủ cửa hàng cá đã lừa anh. Hắn đã coi anh là người ngu ngốc mà đưa cho anh hai con cá đã bị hỏng. Anh ở trên núi xuống nên không biết đây thôi. Mùi cá tráp là như vậy. Hắn dám chế nhiễu mình ở trên núi xuống không biết gì. Bực mình quá đi mất. Trời ơi, đến mấy con quạ cũng chế giễu mình. Thật không chịu nổi. Được rồi, sẽ biết tay ta. Anh đặt bẫy và bắt được những con quạ. Ngày tiếp theo, anh mang con chim trĩ và giỏ quạ vừa bắt được xuống chợ. Quạ đây, ai mua quạ không? Ồ, nhìn kìa, hắn ta lại đến đây. Mà cái con treo trên đòn gánh của hắn chẳng phải là chim trĩ sao? Hắn săn được chim trĩ mà lại tưởng là quạ, ngu đến thế là cùng. Lại được một món hời nữa rồi, để ta lừa hắn một vố nữa chơi. À, này anh kia, lại đây. Tôi muốn mua con quạ của anh, tôi sẽ đổi bằng hai con cá tráp biển. Được thôi. Đây. Không, giờ tôi lấy hai con cá tráp biển thật kia kìa. Cái gì cơ? Đấy không phải cá tráp biển đâu. Thưa ông, ông có vẻ là người sang trọng, hiểu nhiều biết rộng. Ông nói cho tôi biết, kia là cá tráp biển đúng không ạ? Đúng rồi, đấy đích thị là cá tráp biển. Đấy nhé, tôi sẽ lấy hai con cá tráp biển đó như thỏa thuận. Không, một con chim trĩ đổi lấy hai con cá tráp biển thật không công bằng. Một con chim trĩ sao? Không đâu, anh đã nói với tôi là anh muốn một con quạ cơ mà. Chính cậu người làm của anh cũng nghe thấy đấy. Anh ta đã nói muốn mua con quạ của tôi đúng không nào? Đúng, chính mồm ông chủ đã nói vậy mà. Quạ đây, quạ của anh đây. Nếu một con ít quá thì anh lấy hết đi. Không, đồ lừa đảo, ta không lấy quạ, không lấy. Anh nghe đây, tôi chưa hề nói sẽ bán cho anh con chim trĩ. Chính anh là người nói muốn đổi cá tráp biển lấy quạ mà. Nếu là người đàng hoàng thì thỏa thuận thế nào cứ thế ấy mà làm đi. Tay chủ cửa hàng đành đưa hai con cá tráp cho anh thợ săn và nhận về hai giỏ quạ đang kêu quang quát ồn ào. Ôi trời ơi, ta đã bị một tên nhà quê lừa, tức không chịu nổi. Anh thợ săn bán con chim trĩ và nhận được rất nhiều tiền. Anh mua thêm nhiều thức ăn ngon, nhưng đó là để dành cho ngày mai. Còn tối hôm đó, hai vợ chồng anh cùng ăn cá tráp biển thật ngon lành. Chuyện chàng mồ côi. Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, diện mạo lại cục mịch xấu xí, được người làng nuôi cho khôn lớn. Người ta quen gọi chàng là mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Anh mồ côi, anh làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya, chắc là anh đói rồi, anh ăn đi. Chàng nghỉ ngơi uống nước đã, kẻo mệt. Thằng mồ côi vừa xấu xí vừa nghèo khổ, thế mà con gái làng mình ai cũng quý mến nó. Đã thế mình tìm cách đuổi nó khỏi làng cho bỏ tức. Vì ghen tức với mồ côi mà trai làng tìm cách đánh đập chàng. Không còn cách nào khác, mồ côi đành bỏ làng ra đi. Chàng tới một ngôi làng khác xin làm thuê để kiếm sống. Ngươi muốn xin làm thuê sao? Để ta nghĩ xem ngươi có thể làm được gì. Tuy nó hơi xấu xí nhưng trông khá khỏe mạnh, hẳn là nó có đủ sức hái cho ta cả một rừng trám. Ngươi hãy hái hết 200 cây trám cho ta, ta sẽ trả cho ngươi 500 lạng bạc. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ.
Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay nhờ có thằng mồ côi mà ngày nào mình cũng bán hàng xe bò trám, chúng ta giàu to rồi. Phải, tôi đã nói là nó rất khỏe lại chăm chỉ mà. Nhưng mà nó sắp hái hết 200 cây trám rồi, không lẽ mình phải trả nó 500 lạng bạc tiền công cho nó sao? Làm gì có chuyện đó, tôi đã tính cả rồi. Đây là cây trám cuối cùng rồi. Phải rồi, cây trám thứ 200. Người cứ hái nốt cây trám này, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc như đã nói. Cảm ơn phú ông. Ông ơi, ông mang thang đi đâu đấy? Mau cho tôi xuống với, đừng bỏ đi. Vì cây trám vừa to lại vừa cao nên mồ côi không có cách nào trèo xuống được. Chàng ngồi trên cây bao nhiêu ngày mà không được ăn, khiến bụng đói lả, cơ thể mệt mỏi, không còn sức sống. Cho tới một hôm, Ông là ai ạ? Ta là thần núi, ta tới đây để giúp con. Con là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành nên ta giúp. Ta sẽ cho con thứ này. Ta cho con một chiếc rìu để có thể chặt củi kiếm sống. Còn hai viên thuốc này, một viên uống vào sẽ khỏe mạnh, một viên uống vào sẽ trở nên khôi ngô tuấn tú. Con đa tạ thần núi. Cháu chào bác. Bác có cần người làm thuê không ạ? Ta đốn củi để nuôi 6 cô con gái, lấy đâu ra tiền để thuê cậu làm việc chứ? Vậy để cháu giúp bác đốn củi. Cậu thì làm được gì chứ, bác cứ thử xem. Trông vậy nhưng cháu rất khỏe đấy ạ. Ừ, vậy cậu giúp tôi đốn củi xem nào. Đây là viên thuốc giúp mình có sức khỏe, mình sẽ uống xem sao. Cậu không những khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn. Cậu hãy về nhà tôi, ở cùng với gia đình tôi nhé. Thế là bồ côi được bác tiều phu cho về nhà mình ở. Hàng ngày chàng lên rừng đốn củi cùng bác. Đây là 3 cô con gái của ta. Còn các con, đây là chàng mồ côi đã giúp ta đốn củi. Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Trời ơi, anh ta xấu xí quá. Sao có thể cho một người xấu xí như vậy ở chung nhà cơ chứ? Chúng con không thích anh ta ăn cơm cùng đâu ạ. Chàng ăn nhiều vào cho có sức. Cảm ơn nàng. Thấy chàng mồ côi chăm chỉ, hiền lành, lại thấy chàng khá thân thiết với cô con gái út, bác tiều phu liền cho họ nên duyên vợ chồng. Em đồng ý lấy người xấu xí như vậy sao? Thật là xấu hổ, rồi cả làng sẽ cười lăn ra khi thấy em có người chồng xấu xí như vậy cho mà xem. Thần núi cho ta viên thuốc này, dặn là uống vào sẽ trở nên khôi ngô, ta sẽ thử xem sao. Vậy là lễ cưới của chàng mồ côi và cô con gái út nhà bác tiều phu, trong sự ngạc nhiên và ghen tị của hai cô chị, nhờ chăm chỉ và có một sức khỏe phi thường, chàng mồ côi nhanh chóng có của ăn của để và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.